Vâng, thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý cô anh chị cùng toàn thể các bạn. Đến hẹn thì lại lên. Trong tháng 9 này là một cái tháng rất là đặc biệt của khu vực tỉnh Yên Bái thuộc thị xã Nghĩa Lộ và khu vực đèo Cao Phạ. Trong năm nay là một năm rất là đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Thái của khu vực thị xã Nghĩa Lộ, đã được đón nhận bằng UNESCO ghi danh của nghệ thuật xòe Thái Tây Bắc. Và trong ngày hôm nay thì thầy trò cháu sẽ đưa quý cô anh chị lên trên khu vực đèo Cao Phạ là thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để trải nghiệm về ẩm thực. Và trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều quý du khách từ trong nước và ngoài nước lên để tham gia cái lễ hội cốm của Tú Lệ và tham gia lượn dù để trải nghiệm một cánh đồng màu vàng rất là đẹp của khu vực xã Tú Lệ và đèo Cao Phạ. Sau đây thì xin mời quý cô anh chị cùng đồng hành với thầy trò vùng cao ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đi bên này. Bên này xuống tận dưới để xem. Mình đang ở đèo Cao Phạ, mình và bạn Nhung Văn Niên. Đâu ở nhà nhìn lên cái như này là Nhung Yên Bình đấy. Nhung Yên Bình ơi, cái chỗ Cao Phạ không nhìn thấy nhỉ? Đây, ngược rồi. Chúng mình vừa tới nơi rồi nhá. Cái này bánh động cơ. Vâng, thưa quý cô anh chị, là năm nay các phi công bay dù lượn thì cũng có rất là nhiều những mẫu dù đa dạng. Năm nay thì cháu cũng thấy là có cả dù có gắn cả động cơ đi theo rồi. Vâng, đây là cái bãi và cái bãi để lấy hướng gió để lượn dù đấy ạ. Ông này mãi vẫn chưa bay được. Vâng, ở phía dưới là khu vực gọi là khu vực bản Lìm thuộc xã Cao Phạ. Thì tất cả những phi công lượn dù sẽ bay từ trên đỉnh đèo Cao Phạ xuống đến khu vực dưới bản Lìm, đấy là 12 km. Quý anh chị, là trước mặt quý anh chị là một anh phi công, số của anh cũng rất là đen. Trong buổi sáng ngày hôm nay anh đã cất cánh 4-5 lần rồi nhưng mà chưa là một lần nào được, cũng có thể là cái hướng gió nó chưa đủ mạnh.
Vâng, và lần này thì cũng vẫn như vậy. Mãi thì cũng lên được. Chắc ông này nặng quá. Vâng, mấy hôm nay thì là thời tiết trời cũng không được đẹp lắm vì đang báo mưa nên là trời mây rất là nhiều luôn. Nếu hôm nào mà trời nắng đẹp thì nhìn xuống cái cánh đồng bên dưới thì quý ông anh chị sẽ thấy một cảnh đẹp rất là tuyệt vời nhá. Cũng là rất mong là quý khách ở trong và ngoài nước biết xem video của thầy trò vùng cao sẽ một lần được lên khu vực Tây Bắc là thị xã Nghĩa Lộ và đèo Cao Phạm để được trải nghiệm dù lượn nhá. Hình như cái giá dù lượn là hơn 1 triệu hay sao một người. Vì thầy trò Trọng chưa được trải nghiệm bao giờ nên là cũng không biết được. Hôm qua mới hỏi có cái giá năm ngoái như thế thôi, nhưng mà năm nay thì không biết là có tăng hay không. Hôm nay mà thời tiết mà nắng lên được một tí nữa thì nhìn xuống thung lũng từ trên này nhìn xuống thì rất là đẹp. Ở trên này là họ cũng đã trồng rất là nhiều những hoa cúc này, hoa tam giác mạch thuộc nó cũng phù hợp với khí hậu địa lý ở trên này nên cũng rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì ở dưới cánh đồng dưới đấy là đó chính là cánh đồng lúa non và đang là mùa cốm của vùng xã Tú Lệ. Về cốm Tú Lệ thì chắc quý các anh chị cũng được biết rồi đấy, rất là đặc biệt luôn, thơm dẻo và ngon. Vâng, thưa quý anh chị là sau đây là có một bạn khách này là bạn ấy sẽ bay, nhưng mà bạn ấy yêu cầu là không bay với gọi là bay theo với một cảm giác rất là mạnh nhá. Thường thường thì có những du khách họ bay thì họ chỉ là bay lên trên cao này để họ ngắm view, ngắm cảnh và lượn trên bầu trời. Nhưng riêng bạn gái này bạn có thêm một yêu cầu khác nữa, đó chính là phải bay và lượn như nào để tạo ra những cảm giác nó gọi là rất là mạnh, hết hồn hết vía luôn. Thường thường thì là ít người dám là yêu cầu là như vậy lắm, nhưng mà bạn gái này hôm nay rất là dũng cảm luôn. Đây quý cô anh chị xem nhá, rất là kinh khủng luôn. Đây ở nhìn ở trong video thì cảm thấy là nó bình thường này thôi, nhưng mà nhìn bên ngoài ấy, cảm giác như kiểu là nó như muốn là rơi xuống đất luôn ấy. Ủa cái kia này quá cao luôn kìa. Đàn ơi, bác đang bảo biểu diễn trên này tốt thế đấy, có cái like lên đi.
Ủa cái kia lên cao không? À kia kia bắt đầu xuống rồi nè. Một cái rất là cao luôn. Đây. Phát biểu cảm tưởng trong buổi đi chơi ngày hôm nay. Ôi, hôm nay buổi đi chơi hôm nay quá tuyệt vời thầy nhỉ. Thời tiết ủng hộ mát mẻ.
cái quan trọng là không biết được là thầy mình có hài lòng hay không thôi. Thời tiết hôm nay là đẹp. Đi chơi ngày hôm nay không ạ? Có phải nếu mà hôm nay nó không nắng thêm một tí nữa ấy, thì là đẹp, bởi vì là ở trên này nó có nắng thì nó cũng vẫn lạnh thôi. Nhưng hôm nay trời râm nên cảm giác là nó cái view nó cũng chưa được đẹp. Cái này là thích rồi, đây là thích rồi. Vâng, thưa quý anh chị, là vừa rồi là thầy trò cháu đã review toàn cảnh đèo Cao Phạ Quảng Trị. Và đến ngày mai sẽ là cái lễ hội cốm của xã Tú Lệ thuộc tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn. Rất là mong là quý vị, quý khách, quý du khách trong ngoài nước có điều kiện sẽ lên Tây Bắc vào vùng Tú Lệ sẽ để trải nghiệm được những hương cốm của đồng bào dân tộc nơi đây ạ. Vâng, video của thầy trò đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc quý thầy cô, quý anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.